Chào mừng các bạn quay trở lại với Githio. Thì trong video tiếp theo này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tạo ra cái phần in dữ liệu hàng loạt. Được chưa nhỉ? Thì đầu tiên ở đây thì chúng ta làm sao để chúng ta in được cái phần này? Thì trước tiên, cái bước đầu tiên ấy, thì các bạn vẫn căn chỉnh như video trước là chúng ta căn chỉnh được. Và bây giờ cái sắc in đấy nó như thế nào? Thì các bạn sẽ kích vào View, vào Visual Basic. Chúng ta ở đây, chúng ta sẽ tắt một cái quyết định này đi. Thì ở đây mình sẽ tắt một cái quyết định ML này đi, được chưa nhỉ? Chúng ta để lại một cái thôi. Và đây chúng ta sẽ insert module sub sub in dữ liệu. Được. Thì ở đây chúng ta sẽ in như sau, căn chuẩn cách active worksheet.export. Đây là Active Sheet. Active Sheet chấm export. Ở đây thì các bạn có thể lên Chrome, các bạn gõ giúp mình cái dòng lệnh này vào là export export Excel to PDF VBA code. Thì ở đây nó sẽ có những cái đoạn code cho chúng ta export đây ạ, power hoặc là chúng ta vào Stack Overflow này đi, được chưa nhỉ? Mình rất tin tưởng cái trang web này, được chưa? Và chúng ta sẽ kéo xuống này, active sheet.active format đây chúng ta sẽ kéo xuống dưới, các bạn sẽ xem ở đâu nó có cái màu xanh active sheet đây chấm export format này, đây nó chính là một cái nhìn rất là chính xác rồi đấy, nhưng mà mình chưa hiểu tại sao nó đang sai. Thì mình sẽ quay lại một xíu, export VBA convert Excel document, đây mình sẽ kích vào để mình xem. Ok, ở đây chính là cái phần export format, được chưa nhỉ? Application chấm đây chính là phần export này, và chúng ta sẽ copy cái phần này vào, được chưa nhỉ? Copy vào. Ở đây nó sẽ export là nó sẽ khai báo ra tất cả các sheet là dim sheet 1, as worksheet này, sheet 2, và nó set name. Thì ở đây mình có thể mình bỏ đi thì cái sheet này thì mình sẽ để tên trực tiếp vào, mình sẽ copy, được chưa nhỉ? Quay lại đây thì chúng ta sẽ thả vào đây, được chưa nhỉ? Worksheet sheet 1 thì ở đây thì mình sẽ thay vào thì sẽ bằng sheet ở đây là sheet 2. Ở đây thì sẽ là sheet zbookbook.pass. Ok. Và quantity này sẽ bằng cái gì? Style này, file name này. Và cái này sẽ cộng với lại cái gì thì chút nữa chúng ta sẽ cộng. Và bây giờ mình sẽ in cái dữ liệu này ra trước, xem nó xuất hiện cái gì. Thì trước tiên ở trong này nó sẽ có là quyết định và quyết định.xls, được chưa nhỉ? Mình sẽ chạy cái dòng lệnh này. Chạy này. Thì ở đây nó đã xuất dữ liệu ra rồi. Và ở đây chúng ta ấn F5 này. Mình sẽ xem này. Ok, ở đây nó sẽ active worksheet này, ok, mình sẽ debug. Sheet 2 là thông tin này. Chạy này. Desktop quay 01, ok, ở đây. Ok, ở đây mình sẽ xem quay 01 desktop. Bạch ra một cái nữa xem là nó có, đây, ok. Nó có quay 01 đây rồi. Ok. Ok, ở đây nó đã nhầm cái sheet, nó xuất ra do cái tên của chúng ta mình đang khai nó bị sai quyết định. Ở đây mình sẽ xem nó là sheet mấy, ok là sheet 3 các bạn ạ, sheet 3. Và đây sheet cookbook.pass mình sẽ nối thêm một dấu sược nữa. Ok này, ở đây mình có một dấu cách đi, ok. Và đây bây giờ chúng ta sẽ chạy lại nhá, chạy này. Ok, debug này, ok, thì nó đang sai ở đoạn này. File name bằng zbookbook.pass password này, ở
đây là ABC chấm x là PDF. Ok, mình sẽ chạy này. Ok, ok, đây chính là dấu xược và cái tên. Thì chúng ta sẽ quay trở lại cái folder. Folder của chúng ta có tên là quay01, được chưa nhỉ? Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy chưa, abc.pdf, được chưa? Vậy thì cái công việc của chúng ta sẽ là làm gì nhỉ? Sẽ là chạy từng cái vòng lặp, chạy vào đây, thay đổi cái con số này, được chưa nhỉ? Làm sao từ 01 thành 02. Đầu tiên nó sẽ thay cái này trước, sau đó mỗi lần thay nó sẽ in ra dữ liệu như thế này, và mỗi lần thay nó sẽ có một cái tên. Vậy thì ở đây cái phần này chúng ta cứ để nguyên, chúng ta sẽ viết ra in dữ liệu stat đi ạ. Và đây chúng ta sẽ là sub in dữ liệu, được chưa nhỉ? Dim gc as long, được chưa nhỉ? Và đây chúng ta sẽ tên file as string, được chưa nhỉ? Phải này, đường dẫn as string, và đây này string. Thì ở đây tên file sẽ bằng zip cookbook chấm pass. Ok, và đường dẫn, ok mình xin lỗi, đường dẫn sẽ bằng zip cookbook chấm pass và tên file file sẽ bằng ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ lấy luôn tên file bằng tên nhân viên này, được chưa nhỉ? Homes, chỉ để cho dễ nhớ đấy ạ. Homes, mình sẽ bật grid line, bật heading lên, nó sẽ bằng AK1, được chưa nhỉ? Và đây chúng ta vào developer, kích vào Visual Basic, tên file sẽ bằng sigma.range AK1.value, được chưa nhỉ? Và đây tên file này sẽ và .pdf, được chưa nhỉ? Và ở đây cái file xuất phải file xuất as đó, và file xuất file xuất sẽ bằng đường dẫn căn chân cách đường dẫn đó, và sửa và tên file. Ok không ạ? Và bây giờ nhé, chúng ta sẽ thử chạy thử này, xem nó có đúng không này. Messbox đây là xuất. Ok chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ chạy này. Đó, kích vào đây. Chạy này. F8 trên bàn phím file xuất. Ok, đúng theo cái tên chúng ta xuất chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đổi cái phần này xuống dưới, được chưa nhỉ? Cái đường dẫn này ở trên này, cái tên file này đổi được này, file xuất này, ok ạ. Và bây giờ mình sẽ đổi thử cái này thành 02, xem cái dữ liệu nó xuất ra như thế nào nha. Chạy vào đây, đây kích vào đây chạy này, đó 02, ok chưa ạ? Kết quả ok chưa ạ? Và bây giờ này thì chúng ta sẽ tiến hành làm cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ tiến hành lặp dữ liệu for i từ 1 đến dòng cuối, được chưa nhỉ? Và mỗi một lần lặp dữ liệu ấy thì mình sẽ xuất ra cái file xuất, được chưa nhỉ? Ở đây thì mình sẽ bắt đầu lặp dữ liệu này, for i bằng 0 to gc next i. Và cái gc này thì chúng ta sẽ khai báo ở đây, căn chuẩn x cái này xuống dưới, được chưa nhỉ? Gc sẽ bằng là sit2.range, cái này là của ô a, và sit2.rows.count.endlookup.row. Ok, và đây chúng ta sẽ messbox của cái phần file xuất này. Thì trước tiên chúng ta sẽ chạy cái này trước nha. Chạy này. Ok, chúng ta chưa khai báo biến y.
Dim is as long. Ok, và chúng ta tiếp tục chạy này. 02 này, 02. Ok, 02. Ok, ở đây tại sao ở đây chúng ta sẽ xuất ra từ 1 đi ạ? Và nếu chúng ta sẽ có if the C. Nếu the C mà lớn hơn 2 then thì chúng ta mới bắt đầu end if. Ở đây để chúng ta bẫy tất tật những cái lỗi nếu mà giờ C nó không có dữ liệu. Thì chúng ta sẽ giờ C lớn hơn 1 đi ạ. Là nó có dữ liệu rồi, bởi vì cái dòng cuối này nó luôn luôn nó lớn hơn. Đây 0 này, F8 này. Dòng cuối bằng 3. 1 file xuất. Ok. Ok. Ok, được chưa nha? Cái phần file xuất này này thì chúng ta sẽ thay đổi một xíu. Thay đổi. Và chúng ta, cái đường dẫn này nó chung rồi. Cái tên file này thì nó sẽ thay đổi theo từng vòng lặp. Thì chúng ta sẽ Ctrl X vào đây. Ctrl X vào đây. Dán ra đây. Đó. Được chưa nhỉ? Được chưa nhỉ? Đó. Chúng ta sẽ chạy này. Đó. Ok. Đây mình sẽ thiếu matchbox. File xuất. Ok, chạy này. Dữ liệu run sheet 2, sheet 2, ok. Nó thành 3 lần, sẽ là dòng cuối 1 từ 3, ok. Và đây này, cái tên file này, thì trước tiên này, khi chúng ta lặp một lần ấy, thì cái AK1 này nó sẽ được thay đổi, được chưa nhỉ? Và đây này, thì chúng ta sẽ thay đổi một xíu này. À, ở đây thì chúng ta sẽ lấy được sheet1.range bằng cái gì, đúng chưa nhỉ? Và đây thì chúng ta sẽ có sheet3.range ak1.value. ak1.value value sẽ bằng sheet2.range a và y. A và y chấm value. Ok chưa nhỉ? Và bây giờ chúng ta sẽ kích vào đây để chúng ta chạy này. In dữ liệu này, run mã nhân viên, ok. Ok, được chưa nhỉ? Và khi là mã nhân viên thì nó sẽ không chạy. Vậy thì cái for i này chúng ta sẽ lấy từ ô số 2 đến dòng cuối. Nếu cái này phải lớn hơn 2, bởi vì chúng ta bắt đầu là từ cái ô này. Thông tin này, 2, 3, được chưa nhỉ? Và bây giờ chúng ta sẽ chạy lại này, chúng ta sẽ nhìn này. An F11 này, thu nhỏ cái cửa sổ lại một xíu, in này. Đó, đường dẫn này, sheetbook.path này. F8 trên bàn phím này, ok này. AK1 ở đây nó đang là nhân viên 002. Chúng ta sẽ kích xuống dưới thì nó sẽ tự đổi thì nhân viên 001. Các bạn nhìn thấy chưa, Nguyễn Xuân Trường này, đó. File xuất này, ok này. Mình đường dẫn chấm tên file này, matchbox này, ok. Nhân viên 01 này, và tiếp tục này. Đó, nhân viên 02. Ok. Edit, ok. Và đây cái phần xuất dữ liệu thì chúng ta sẽ copy cái này xuống thôi, Ctrl X. Ctrl X. Ok. Dán vào đây. Đó, stepper bằng. Và cái phần file name này thì nó có chính bằng cái file xuất này không ạ? File xuất ạ. Đó. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ xóa cái này đi, được chưa nhỉ? Xóa đi, ok ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy cái vòng lặp. Đó, chạy cái vòng lặp để cho nó đẹp hơn. Thì mình sẽ vào Home này đi, vào Insert này đi. Kích vào cái hình Shape này. Mình vẽ ra một cái hình tròn này đi. Và mình sẽ dán cái macro Exit Stack. Mình sẽ ghi là in. In dữ liệu. In dữ liệu. Ok, và đây mình sẽ map sẽ warp stack dữ liệu này sẽ đưa xuống dưới này, và chúng ta sẽ cực phải chọn assign macro, chọn in dữ liệu, ok. Và bây giờ này chúng ta sẽ quay lại cái folder này, and enter, được chưa nhỉ? Ở đây các bạn nhìn thấy có 5 item, chúng ta xóa cái này đi một cái, xóa đi không cần thiết cái PDF này, được chưa nhỉ? Đây, ok, mình xóa được rồi, mình mở, mình sẽ xóa đi. Ok,
Sở xong rồi. Và đây chúng ta sẽ quay lại đây. Quay lại đây. Chúng ta sẽ kích vào in dữ liệu. Đó. Ok. Đã xong. Và đây chúng ta sẽ quay trở lại cái folder này. Chuột phải ấn Enter. Ngay lập tức nó sẽ xuất hiện ra hai cái PDF có tên là nhân viên 001 và nhân viên 002. Và khi chúng ta mở lên này, ở đây là quyết định của ông Nguyễn Xuân Trường. Ok, công ty trách nhiệm hữu hạn Digital. Được chưa nhỉ? Và tiếp tục này, một cái nhân viên nữa là nhân viên 002 thì chúng ta cũng mở ra thì cũng tương tự thôi ạ. Đó, Trần Hoài An. Đó, được chưa nhỉ? Đó. Và tất tần tật những cái quyết định hoặc những cái phần nào đấy thì các bạn cũng làm tương tự. Và để lưu ý, chúng ta lưu được cái file này thì chúng ta sẽ cần phải lưu dưới định dạng XLSM file server S này. Brow này, chúng ta sẽ lưu dưới định dạng XLSM. Ok, và chúng ta sẽ server lại. Đó, thì chúng ta đã có được một cái in dữ liệu. Hoặc nếu các bạn không muốn viết code, các bạn không muốn làm gì. Ok, sau khi chúng ta tải các in hàng loạt về thì các bạn có thể in tiếp, được chưa nhỉ? Hoặc chúng ta sử dụng arcins của GTHO thì các bạn sẽ vào arcin này thôi và các bạn sẽ có cái phần in ấn này, được chưa nhỉ? Và kích vào đây thì nó sẽ thực hiện khởi tạo ô bắt đầu này. Ok, ô vùng dữ liệu này. Ok, và đây nó sẽ có máy in thì chúng ta sẽ chọn đến cái máy in cần tiền tố lưu, ví dụ như ABC sược NV. Và đây chúng ta sẽ chọn đến quay 01 này. Và chúng ta sẽ in thì ngay lập tức nó sẽ thực hiện in. Đó. Và nó đã xuất ra thành công rồi. Thì các bạn sẽ quay trở lại cái quay 01 này. Các bạn có thể xem được đây là ABC NV. Thì chắc chắn với các bạn là dữ liệu nó đã chính xác. Được chưa nhỉ? Đó, Nguyễn Xuân Trường. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.